đã đến căn thừa cuối ngày. Thiền sơn khóa tu đần thức hành trái, tim thắp khơi đèn tâm, lòng sen ngát hương trong ngần. Bảy ngày con tu nhân học Phật, thầy chỉ lối cho con trở về, thầy dẫn lối con đi thoát lầm mê. Tia nắng mai hừng đông dẹp tan bến giác u mông, soi đường con bước ngày sau. Tụng kinh để phát tâm từ bi, tụng kinh để bỏ buông hờn si, bao nghiệp chướng cũng sẽ tan biến theo. Hồng cài áo dân hoa cúng dường tam bảo, khi nói lời tri ân cũng đấng sinh thành. Tụng kinh để thấu quanh gần xa, tụng kinh để hiểu ân mẹ cha, trong lời nói đi đấng khiêm tốn oai nghi, tập hành pháp buông xa cứu giúp đời. Chuông mái ngân điều bình an, lời kinh dung gốc đạo ngôn gia, ta hãy là bông hoa ngát hương giữa đời. Chùa đã điểm căn thừa cuối ngày, thiền sinh khóa tu đần thức hành trái, tim thắp khơi đèn tâm, lòng sen ngát hương trong ngần. Bảy ngày con tu nhân học Phật, thầy chỉ lối cho con trở về, thầy dẫn lối con đi thoát lầm mê. Nắng mai hừng đông dẹp tan bến giác u mông, soi đường con bước ngày sau. Tụng kinh để phát tâm từ bi, tụng kinh để bỏ buông hờn si, bao nghiệp chướng cũng sẽ tan biến theo. Hồng cài áo dân hoa cúng dường tam bảo, khi nói lời tri ân cũng đấng sinh thành. Tụng kinh để thấu quanh gần xa, tụng kinh để hiểu ân mẹ cha, trong lời nói đi đấng khiêm tốn oai nghi, tập hành pháp buông xa cứu giúp đời. Chuông mái ngân điều bình an, lời kinh dung gốc đạo ngôn gia, ta hãy là bông hoa ngát hương giữa đời. Chuông mái ngân điều bình an, lời kinh dung gốc đạo ngôn gia, ta hãy là bông hoa.